Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lên phiên bán hàng ngày 23 tháng 7 năm 2024. Hôm nay nhà em về được một số các mặt hàng tam bảo sắc rời, ý ngọc đùi gà. Hôm nay nhà em về rất là nhiều, các bác theo dõi hết video và ủng hộ cho gia đình nhé. Trên tay em là một dề giáng hương tam bảo sắc, bố mẹ và có 8 con các bác nhé, 8 con. 8 con thì trong đó đã có một con, hai con có hoa. Hai con có hoa các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đây ạ, cái dề của nó đây ạ. Đấy, nó gọn gàng lắm. Về các bác chỉ cần ốp lên cái cây như này. Đó, là treo lên là các bác chơi nhá. Em xem là đến qua rồi các bác xem bao nhiêu cặp lá nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cặp lá các bác nhá. 14 cặp lá và hoa của nó năm vừa rồi rất là dài luôn này các bác này. Đấy. Đấy, hoa của nó dài. Em xem này. 40 sen các bác nhá. Hơn 40 sen. Vâng ạ, em chia sẻ các bác. Cái mã này là mã số 1, em bán cho các bác 400.000 đồng, 400.000 đồng. Đây. Hoa của con nha các bác nhá. Con nó đã có 3 cái con có hoa rồi đấy ạ. 400.000 đồng cho mã số 1, không bị lỗi đâu. À. Em có, các bác xem nó có bị lỗi. Cái này là nó có một cái con ở đây nữa các bác nhá. Nó có một cái con ở đây thì các bạn lấy xuống thì các bạn ấy bị gãy mất một cái con ở đây, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến thân mẹ các bác nhá. Đó, bị một cái lỗi nhỏ như vậy. 400.000 đồng cho mã số 1. Và tiếp theo em có một cái dề nữa, xanh sạch đẹp các bác nhá. Mà nó có 4 cái thân dài giống như nhau, cũng không biết là thân nào là thân mẹ nữa các bác ạ. Đây. 4 cái thân như này và 1 2 3 4 5 6 cũng 6-7 cái con đấy các bạn. Rất là đẹp luôn, không lỗi lầm người các bác nhá. Đây, thân hoa của nó đây ạ. Thân hoa của nó cũng không kém gì cái kia nhá. Nó cũng phải tầm 4-50 cm đấy các bạn. Cái này bản lá của nó xanh nhá các bác nhá. Xanh. Xếp. Đó. Mã này là mã số 5, em cũng chia sẻ cho các bác 400.000 đồng. Đấy, các bác có thể mua hai dề đấy về các bác ốp lên hai cái cây chơi hai bên các bác nhá. Hai bên cổng các bác thì đến mùa hoa là thơm cả xóm luôn đấy ạ. Mã số 5 400.000 đồng. Vâng, em đi đến cái mã số 2. Mã số 2 của nhà em có giá là 120.000 đồng. Một cây xếp rất là đẹp các bác nhé. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Và năm cây các bác nhé. Năm cây như thế này. Chính ra là cái mã này là nó nằm ở trong cái mã số 5 này các bạn. Nhưng mà cái cây này nó hơi bé thì là em xếp nó ra cái mã bé các bác nhá. Mã số 2 120.000. Rất là đẹp luôn. Và mã số 3 của nhà em. Mã số 3 của nhà em bán cho các bác là 130.000. Cái mã này thì nó cây nó to hơn. Một cây. Hai cây. Hai cây này thì cây này nó mất mẹ thì nó để ra cái con nó đã rất là dài đi rồi. Tiếp tục con nữa này. Và cái mã này nó có một cái cây lá rụt các bác nhá. Đấy, cái cây lá rụt này rất là đẹp luôn, bản lá ngắn. Đấy, hoa nó vừa rồi đấy ạ. Rất là đẹp. Cây số 4. Cây số 4 thì cái lá này của nó hơi bị gật nha các bác nhá. Nhưng mà không sao ạ. Hàng rừng nên là rất là khó tránh khỏi những việc đấy. Đó, mã số 3 này em bán cho các bác 130.000. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác lấy ngay cái mã này có một cây lá rụt. Rất là đẹp luôn. Vâng, em đi đến mã số 4. Mã số 4 của nhà em. Đây, cái khóm này là nó chung nhau một cái, nó gần nhau các bác nhá. Nó dính vào nhau như này. Hai cây này. Và cây này nó rất là bé nhưng mà nó đã có một mẹ và hai con. Đấy, nó có hai con như này các bác nhá. À không. Đúng rồi, hai con nhưng mà cái này nó bị gãy ra các bác ạ. Đấy. Nhưng mà khi mà ra hoa thì nó vẫn ra đồng loạt nhé các bác nhá. Đây, năm hoa vừa rồi này. 6 cái hoa luôn, 2 4 6 cái hoa luôn. Mã này mã số 4 em bán cho các bác 150.000, 150. Vâng, em có một cái cây chồn như này các bác nhá. 5 cặp lá. 5 cặp lá và 5 hoa vừa rồi đấy ạ. Rất là dài luôn. 2 4 50 cm các bác nhá. Không lỗi lầm gì đâu ạ. 5 cặp lá các bác nhá. Đó, em bán cho các bác 200.000 mã số 22. 500.000 mã 22. À 200.000, em xin lỗi. 200.000 mã 22. Và tiếp theo là mã số
8 của nhà em bán cho các bác 110.000 một cây. 23 cây, cây này là cây anh em các bác nhá, chung nhau đấy ạ. 4 cây. Các bác xem cái cây này nó xếp rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Mã này cũng đẹp này. 5 cây. Và cây số 6 các bác nhá. 6 cây như này em bán cho các bác 110.000 mã số 8. Tiếp theo là mã số 10, em bán cho các bác 100.000 một cây. 2 cây, cây này xếp rất là đẹp. 3 cây. 4 cây. 5 cây xếp thẳng đứng luôn các bác nhá. Và cây số 6, cây số 6 này một mẹ một con này. Đấy, 6 cây 100.000 mã số 10. Đây, em có một cái mã xếp rụt, em xếp riêng ra đây, một cây. Các bác xem cây này đi ạ. Đẹp chưa? Nghĩ mã luôn các bác nhá, xếp đều tăm tắp luôn. Nhìn giống rất là giống chồn. Đẹp lắm luôn các bác ạ. Về các bác xếp đứng này cho em nhá. 2 cây. 3 cây. Đây. 4 cây. Và cây số 5, cái mã này có 3 cái cây này rất là đẹp luôn. Đấy. 1 2 3 này các bác xem đi ạ. 3 cái cây này rất là giá trị luôn nhá các bác nhá. 130.000 thôi ạ, mã số 9. Đấy, em bán rất là rẻ cho các bác. Và mã số 7 em bán cho các bác 120.000. Đây. Cái lá này cái cây này rất là đẹp luôn, một cây. 2 cây, cây đẹp thứ hai ạ. 3 cây. Cây thứ 4. Đấy, cây thứ 4 này, các bác xem lá chân của nó này. Từ đầu đến cuối luôn nhá. 120.000 mã số 7 các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Và cái mã này, cái mã này là em xếp nó những cái cây bé, nó còn ót lại những cây bé thì em bán cho các bác làm giống nhá. Nó được rất là nhiều cây. Đấy, 2 cây. 3 cây. 4 cây nó đẹp lắm nhưng mà nó bé. 5 cây. 6 cây. Có một cây chồn nữa các bác nhá. 7 8 9 10 11 12 13 14 cây các bác nhá. 14 cây em bán cho các bác 100.000 mã 11. Và em có một cái mã chồn này. Đúng 1 cân luôn, đúng 1 cân các bác nhá. Hôm nay em chỉ có một mã này nên em không tách ra nữa mà em bán rẻ cho các bác. Bác nào lấy hết, em bán cho các bác 160.000 2 cây. Mã 14. 3 cây. 4 cây. 5 cây, rất là to các bác nhá. 6 cây. 7 8 9 10. Cây này cây anh em nhé các bác nhá. 11 12 cây. Đấy. Đấy 12 đống như thế này. Đấy. Em bán cho các bác 160.000 mã số 14. Và em có một cái khúc chồn nguyên bản các bác nhá. Khúc chồn nguyên bản có 3 cây. 3 cây như này các bác nhá, đã có hoa rồi. Đây là em nhìn thấy cái cây này ở trong nó có một cái vệt kẻ này các bác này. Đấy, có một cái vệt này nhưng mà em không biết là có giá trị hay không, em nhìn thấy có một cái vệt kẻ ở cái lá này nhá. Đấy, em bán cho các bác giò nguyên bản này. Em bán cho các bác 180.000 mã số 21. 180.000 mã 21. Về mà nó ra kẻ thì các bác lại may mắn. Vâng ạ, em đến với một cái mã đùi gà của nhà em nhá. Mã đùi gà này có mã số 19, em bán cho các bác 80.000. 80.000 các bác nhá. Các bác xem thân của nó này, mập to luôn nhá. Đây, như cây này là năm vừa rồi nó ra hoa nhưng mà năm nay nó vẫn ra các bác nhá. Nó vẫn ra ở những cái kẽ lá này. Đây, đây ạ. 80.000 cho mã số 19. Tiếp theo, mã số vẫn là đùi gà tròn các bác nhá, mã số 18. Mã số 18 em cũng bán cho các bác 80.000. Có một cái cây này thì do vận chuyển nên nó bị gãy xuống các bác nhá. Vẫn ra hoa bình thường các bác, vẫn ra hoa và năm sau vẫn ra mầm gốc các bác nhá. Đừng cắt đi, để đây để nuôi thân và sẽ cho ra mầm gốc các bác nhá. 80.000 mã số 18. Và combo ý ngọc. Ý ngọc các bác nhá. Hai con hai gốc nguyên bản như thế này. 1 và 2. Đó. Mã số 17 em bán cho các bác 90.000. 90.000 các bác nhá. Hoa trắng, họng tím. Tiếp theo, cái mã này rất là đẹp. Đẹp lắm các bác. Khỏe. Khỏe vàng óng, được ăn nắng,
100%, nhưng mà do vận chuyển hôm đấy nhà em đây đi xe bị ngã xe đấy các bác, đường trên nhà em rất là bẩn luôn, bị mất 1, 2. Đây, cái này thì cũng ngọn coi như là hỏng các bác nhé. Nhưng mà mình sẽ nuôi thân thân mầm gốc của năm sau và vẫn ra hoa bình thường các bác nhé. Mã số 20 em bán cho các bác 90.000, 90.000 các bác nhé. Và cây ý ngọc nguyên bản tiếp theo. Cây này thì nó không được ăn nắng lắm tại vì nó ở trong chỗ mát các bác. Mã số 16 em cũng bán cho các bác 80.000. Về các bác cho ra ăn nắng dần nhé. 80.000. Mã số 16. Cái mã này rất là đẹp này. Đấy, mã này là mã số 15, em bán cho các bác 120.000, 120. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Để các bác chỉ việc chăm thôi. Cái ý ngọc này thì nó không ươm kia được đâu các bạn. Nó không ươm kia được mà bắt buộc nó phải ra mầm gốc. Ra mầm gốc chứ không ươm kia được như là các giống hạt vĩ. 120.000 mã 15. À đây, em có một cái mã này, bản lá rất là to các bác nhá. Các bác xem cái bản lá của nó này. Bản lá này phải bản lá 5 sen nha các bác nhá. Nhưng mà nó không được đẹp lắm, dáng của nó không được đẹp mà lá nó mọc mỗi hướng một chỗ. Đấy, hai cái cây này bản lá rất là to. Một mẹ hai con và một mẹ một con các bác nhá. À, cái mã này em bán rẻ cho các bác 130.000, mã số 12. Về các bác ôm con các bác nhá. Ôm con mà thực ra là nó vẫn rất là ra hoa bình thường, ngọn không về gì cả. Bản lá to nhưng mà cái dáng của nó em nhìn không được đẹp nên là em bán rẻ cho các bác. Đây, và một cái mã rẻ nữa, đó là cái mã mất ngọn. Đấy. Đây đã ngọn, ra ngọn mới các bác nhá. Vẫn ra hoa bình thường. Và cái này cũng vậy. Đấy, mất ngọn các bác nhá. 5 cây mất ngọn như thế này. À cây này thì không bị gì, nhưng mà nó thừa thì em bỏ vào đây. Đấy, có 5 cây các bác nhá thì 4 cây mất ngọn. Em bán cho các bác 100.000, mã số 13. 100.000, cái chỗ này là hơn 8 lạng của em đấy các bác ạ. Chỗ này là bán lỗ luôn đấy. Và tiếp theo là mã số 6, em bán cho các bác 110.000. Đây, cái mã này thì tuyệt vời luôn. Từ gốc lên ngọn, tất cả các cây em xếp rất là đẹp đây. Không bị mất một cái lá chân nào các bác nhé. Đấy. Đấy. 2, 4, 5 cây các bác nhé. Em bán cho các bác 110.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Cái mã này 110.000 các bạn ạ. Video của nhà em hôm nay đến đây là hết rồi ạ. Em xin được gửi lời cảm ơn đến các bác đã theo dõi hết video và luôn ủng hộ cho gia đình. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau.